Chào mừng các bạn trở lại với giải đấu Crossfire League 2017. Trận đấu được diễn ra giữa WePro và bên phía bên kia thì hiện tại đang đợi xác nhận team. Đội hình ra quân của WePro gồm có Bờm, Chùm, Tùng, Trường và một bạn nữa tên là WePro. Đội hình bên WePro sẽ là những người bắt đầu trước bên phía Globalist, còn bên phía Blacklist có đội hình ra quân là những cái tên ký tự đặc biệt: Luciano 008, Warriors 5 và Bullichtong. Trận đấu được diễn ra ở map thi đấu Hội Hoa Đăng và lúc này WePro đang dẫn trước với đang hơn 3 người đến từ các thành viên bên phía WePro. Có ý định đi lên khu vực bom xe A nhưng mà bắn lỗi đến từ vị trí của 88 chỉ còn lại 2 máu đến lúc này mà thôi. Tùng sẽ là người lao xuống nhưng mà Tùng mới là người bị 88 hạ gục. Đỡ lại được một người. Ngay lập tức đó thì Bờm đã lắc ra cover cho người đồng đội của mình, hạ đi cái mạng của 88. 1vs4 đến từ vị trí của Luciano. Luciano sử dụng cho mình khẩu AK-47 Blue Pottery và anh ta lúc này đang phải quay về khu vực nhà hồi sinh của Blacklist. Một pha bắn Barret với mục đích là để check góc đến từ WePro. Một ván mới bắt đầu. Bro Trường với cây AK Dragon. WePro sẽ làm gì đây với trái bom của mình? Liệu rằng súng lục sẽ làm nên lịch sử? Cô ấy đã lùi lại. Nguy hiểm thật. 1 đấu 2. 1 đấu 2. Cuối cùng quay cũng đã chết. Và tỷ số được cân bằng là 1 đều. Pro Trường vẫn luôn sử dụng chiến thuật cũ là canh ngay double door. Cô ấy đang sử dụng chức năng bắn xuyên tường của AK-47 Chow Dazon. Warriors 5 đã nhắm rất chính xác và hạ gục một tên địch. Dường như là Pro Trường đang múa giữa trái bom và khẩu súng của mình. Bên phía Blacklist thì hãy nên cẩn trọng. Dường như chiến thuật của Blacklist hiện tại đang là thủ tại nhà của mình và đánh phân tán sự tập trung của bên Globalist. Pro Trường đã ngã xuống. Đó chính là Lucavo đã hạ chết Pro Trường. WePro đang canh sẵn tại nhà và chỉ cần đợi con mồi ra là anh sẽ hạ gục ngay thôi. Warriors 5 đã ngã xuống với Probum. Probum đã trả thù giúp cho Pro Trường. Một tên đã chết. Lucavio đã ngã xuống với WePro. 1 đấu 3. Liệu rằng WePro và cây Barret của mình có làm nên lịch sử hay không? Ôi, Bơm đã nổ. Và trở lại với trận đấu, lúc này WePro đang dẫn trước các thành viên bên phía Blacklist với tỷ số là 3-1. Và đây là tình huống Trường bắn xuyên qua khu vực double door nhằm cấu đi một chút máu đến từ các thành viên phía bên kia. Người bị cấu máu đó có lẽ đó là Warriors 5. Lúc này anh ta đang sử dụng cho mình khẩu 9291 bắt được vị trí của Chùm, đó là Thor. WePro vừa có một tình huống one shot với khẩu Barret. Ở cái khu vực thùng, ở cái map thi đấu hội hoa đăng này thì cái khẩu Barret phát huy sức mạnh cực kỳ lớn khi mà những cái thùng nào có thể đục xuyên. Thêm một mạng nữa dành cho anh ta. Lúc này tình thế đang là 4 vs 3. Thành viên Warriors 5 đã yếu máu và anh ta đang có ý định di chuyển vào khu vực bom xe A. Bom vẫn chưa được thiết lập. Luciano không, trước đó Bờm đã hạ gục Warriors 5 và lúc này lại làm Luciano đối đầu với 4 thành viên bên phía WePro. Rất có khả năng anh ta sẽ tiếp tục ngã xuống và tỷ số sẽ được nâng lên 4-1 dành cho WePro ở trong cái lượt đấu này. Pro Tùng lúc này còn lại cho mình 19 máu, đang trấn giữ khu vực double door. Trường phát hiện được vị trí của thành viên cuối cùng bên phía team Blacklist. Tuy nhiên chính anh ta mới là người bị hạ gục. Một pha xử lý tốt với khẩu AK-47 Anniversary. Tuy nhiên anh ta đã bị lộ vị trí và ngay lập tức những thành viên bên phía WePro. Một trái bom đã hạ gục Lucayo. Ok, một quả bom tốt được ném ra và Luciano ngã xuống. Tỷ số là 4-1 được nâng lên cho các thành viên bên phía WePro. Những cái tình huống ép ra khu vực nước khá nhanh đến từ vị trí của Tùng. Còn bên phía bên này, các thành viên Blacklist vẫn chưa có định tấn công vào bom sai. Một mạng dành cho Bolisto khi mà hạ gục được thành viên bên phía WePro ở khu vực nước. Hai người bên phía team Blacklist đang tiến lên bên trên khu vực bom sai A. Một người ngã xuống, không biết được vị trí của Bolisto. Chùm hạ gục được anh ta. Chùm có cho mình một pha double kill với khẩu M1 Blue Crystal. Ông yếu máu và Bờm hạ gục được thành viên cuối cùng bên phía Blacklist. Tỷ số là 5-1 nghiêng về cho WePro. Một chiến thắng ở map đấu đặt bom lượt thi đấu đầu tiên khá là dễ dàng dành cho các thành viên bên phía WePro. Tỷ số là 5-1 ở lượt đấu đầu tiên. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hỏi tên của team Blacklist. CNCH. Team của Blacklist người ta là CNCH. Team CNCH. Như vậy là trận đấu giữa QPro và Team CNCH lượt thi đấu đầu tiên kết thúc với chiến thắng 5-1 dành cho các thành viên bên phía QPro. Team của bên CNCH cũng đừng vội bị nản lòng nha. Hãy cố gắng bình tĩnh lại để lập cho mình những chiến thuật, cùng với đó là sự bình tĩnh để có thể cân bằng cũng như là loại ngược dòng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt đổi bên, vẫn là map thi đấu hội hoa đăng. Và ở cái map thi đấu hội hoa đăng này, khẩu Barret phát huy tác dụng rất nhiều khi mà cái sức sát thương của Barret là cực kỳ lớn, kể cả việc có xuyên thùng hay là không xuyên thùng hay không. Chính vì vậy, không ban Barret là một sai sót lớn đối với các thành viên bên phía CNCH, bởi vì chắc chắn rằng thành viên WePro cũng đã từng thể hiện kỹ năng của mình rất nhiều, bằng chứng là rất nhiều video clip của anh ta được đăng lên trên các group cộng đồng. Ok, đã có tín hiệu sẵn sàng đến từ hai team và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt đổi bên, trận đấu giữa QPro và team CNCH. Map thi đấu là map hội hoa đăng. Những cái lượt trận đầu tiên ở cái vòng loại giải đấu CF2L này kết thúc khá là chóng vánh, bởi vì cái sự chênh lệch giữa cả hai team lúc này đang là nhiều và chưa có một chút sự khó khăn nào đối với những team được đánh giá là mạnh. Đến thời điểm này, Genius Gaming giành chiến thắng, hôm qua là SK Gaming và NV cũng giành chiến thắng. Nói chung thì lượt trận vòng loại chưa nói lên được điều gì. Khi mà đến vào vòng 1/16, 1/8 thì các team mạnh mới bắt đầu gặp nhau. Và đến đấy chúng ta có thể xem được những cái trận đấu gọi là hấp dẫn hơn, kịch tính hơn, căng thẳng hơn giữa cả hai bên. Lực lượng hai bên tương đồng thì trận đấu sẽ diễn ra một cách giằng co hơn. Trận đấu đã được bắt đầu. Cả hai đội hãy bình tĩnh đi nào. Nhất là ở bên team CNCH, hãy cố gắng lấy lại cho mình phong độ thật tốt nhé. WePro và CNCH đã thay đổi vị trí cho nhau. Bên WePro sẽ trở thành Blacklist, còn CNCH sẽ trở thành Global Risk. Có thể nói là nhiệm vụ của họ sẽ thay đổi. Sẽ không còn là những pha đặt bom cũng như là tấn công trực diện từ phía của CNCH, thay vào đó là của WePro. Và chúng ta hãy cùng xem coi CNCH có làm nên lịch sử hay không. Lúc này thì các thành viên bên phía WePro đã tấn công vào khu vực bom site B và thiết lập bom thành công. Tình huống 3 vs 4 bắt đầu khó dành cho các thành viên bên phía CNCH khi mà lúc này các thành viên bên phía team họ đã không còn khỏe. Ngược lại, các thành viên bên phía WePro họ chia ra chống giữ khu vực bom site rất tốt. Một mạng đến từ tay tanker WePro. Lúc này anh ta đã không sử dụng cho mình khẩu barret nữa, chuyển sang tanker và có ngay lập tức mạng hạ gục đến sniper bên phía team CNCH. Sẽ là đi săn lùng thành viên cuối cùng bên phía team CNCH. Tôi có cảm giác như là WePro là một thành viên đầu đàn của team mình, khi anh liên tục có những pha ra vào rất hợp lý, cùng với đó là những pha dự đoán tình huống rất hay. Như vậy là bom nổ và 1-0 nghiêng về bên phía WePro. Ít nhất thì họ đã có một trận hòa, và nếu như thắng thêm một round nữa, chiến thắng ở cái thể thức thi đấu đấu đội sẽ dành cho họ. Một lần nữa họ có định tấn công một khu vực bom site A, liên tục là những quả bom được dùng vào khu vực bom site này. Một mạng dành cho Bờm, thêm một double kill dành cho Bờm khi mà anh ta lao lên ngay sau khi ném bom. Trận đấu kết thúc cực kỳ nhanh chóng, chiến thắng dành cho WePro. Và với cái cách họ tràn vào khu vực bom site với số đông thành viên và với những quả bom, những quả lựu đạn được ném vào như vậy thì các thành viên bên phía CNCH không có cách nào để chống đỡ. WePro liên tục thay đổi chiến thuật. Với map đầu tiên thì họ sử dụng chiến thuật là tấn công toàn diện, và tới trận thứ hai thì họ sử dụng chiến thuật là núp ngay tại nhà để đánh đi sự lạc hướng của bên CNCH. Vòng 2-1 rất hay. Trận đấu đã kết thúc. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía cả hai team đều muốn cống hiến cho khán giả những cái sự cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình. Và lúc này các thành viên bên phía CNCH đã giành được rau thắng đầu tiên khi mà họ ở bên phía Globalist, bằng một tình huống ép lên thẳng vào khu vực nhà Blacklist. Có một thành viên bên phía Pro đã out ra ngoài và có lẽ như là trận đấu sẽ được kết thúc mà thôi. Bởi vì chiến thắng, đội chiến thắng đã được xác nhận, đó chính là WePro. Và chúng ta sẽ đến với thể thức đấu đội để tìm ra liệu rằng CNCH có lội ngược dòng được hay không. Hay đều, hay là WePro họ sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Như vậy là các thành viên bên phía hai team đã bắt đầu rời phòng. Và chúng ta sẽ đến với thể thức thi đấu đấu đội ngay sau đây. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thể thức thi đấu thứ hai, trận đấu giữa WePro và team CNCH. Thể thức thi đấu đấu đội và map được lựa chọn đó là map tàu chở hàng. Đến với những lượt ban súng đầu tiên thì WePro vẫn quyết định ban đi cho mình đó là khẩu AK47 Transformer. Và không biết CNCH họ sẽ ban súng như thế nào. Ở cái giải đấu Crossfire Legend League này thì cái việc ban pick súng rất là quan trọng, cả map cũng thế, bởi vì có một số map rất thuận lợi cho việc sử dụng cái khẩu súng đó. Ví dụ như map thi đấu hội hoa đăng vừa rồi, Barrett thể hiện sức mạnh tuyệt đối, vượt lên trên tất cả các vũ khí khác khi mà có cái tầm bắn rất là xa, đồng thời sát thương cực kỳ lớn, xuyên tường một viên vẫn chết. Và không có đội nào ban đi khẩu Barrett đến lúc này, đó là một gọi là một thắc mắc của tôi. Ok, và bây giờ hai khẩu súng bị ban đi ở cái thể thức thi đấu đấu đội đó là M1 Transformer và AK47 Transformer, hai khẩu súng VIP tính cho đến thời điểm này. Nhưng mà anh Ego nè, dường như là màn tàu chở hàng thì sử dụng Barrett có vẻ như không hợp lý cho lắm. Chính xác, ở những cái thể thức thi đấu đấu đội thì việc sử dụng sniper, có sniper trong đội hình có vẻ như là một điều khó khăn, bởi vì hai team tấn công rất là dồn dập và cái việc đứng từ xa bắn gần như là không thể. Đây, anh có thể thấy WePro ngay lập tức đổi từ Barrett sang M4A1 Royal. Liên tục là những mạng hạ gục đến cho các thành viên bên phía WePro. Có vẻ như các thành viên bên phía team CNCH họ không có cách nào chống đỡ được cái áp lực mà WePro gây lên. Mà WePro gây ra là không hề nhỏ tí xíu nào. Đây, có thể thấy các thành viên bên phía WePro đã tràn thẳng vào khu vực nhà của các thành viên bên phía team CNCH. Lúc này tỷ số đang là 12-4, 13-4. liên tục là những pha đột kích vào nhà và không cho bên đội CNCH có một tí gì gọi là sự chống đỡ. Bắn không kịp thở, không cho team CNCH có thể thở được ở trong cái lượt vừa hồi sinh này. Ra là tràn vào giết ngay, vừa hồi sinh ra là tràn vào giết ngay. Đây Chùm có một pha double kill. Chùm double kill. Chùm double kill ngay trong khu vực nhà của cái team CNCH. Và team CNCH cũng không có một chiến thuật nào có thể chống đỡ được với cái khả năng ép nhà đến từ các thành viên bên phía WePro này. 23-11. Quá khó khăn. Liên tục là những pha double kill, triple kill. Dường như là anh cũng thấy rõ được chiến thắng sẽ dành cho WePro rồi hả? Chính xác như vậy. Bởi vì cái thế trận mà họ ép đối phương như thế này thì rất khó. Nếu như mà là tôi thì tôi sẽ có quyết định là dàn trải đội hình của mình ra và đi móc. Nhưng tôi cũng nghĩ vậy, tôi sẽ đi móc, tôi sẽ đi vòng ngược lên tàu và quay trở lại. Nhưng mà không có cửa để đi móc đến thời điểm này, khi mà cái sức ép mà WePro gây ra là cực kỳ lớn. Ok, và với cái thế trận như thế này thì chúng tôi okay. 43 dành cho QPro và 21 dành cho CNCH. Và với cái thế trận như thế này thì chúng tôi sẽ chuyển qua một trận đấu khác được dự đoán là sẽ căng thẳng hơn để cho các bạn có thể bắt nhịp được với cái giải đấu Crossfire Legend League này. Và dường như là trận đấu đã kết thúc, đây là một trong những trận đấu